Hình thức vay tiền bằng sim MobiFone mang đến cho khách hàng rất nhiều lợi ích với chính sách lãi suất thấp cực hấp dẫn và đáp ứng nhu cầu của nhiều người vay. Vậy vay tiền bằng sim MobiFone là gì? Sim điện thoại như thế nào mới được hỗ trợ vay tiền? Cùng tìm hiểu chi tiết cách vay tiền qua sim MobiFone trong cùng Vencast 24 giờ bạn nhé. Vay tiền bằng sim MobiFone là gì? Vay tiền bằng sim MobiFone là hình thức vay tiền nhanh mà người vay không cần thế chấp tài sản. Khách hàng sẽ sử dụng sim Mobifone đăng ký thông tin chính chủ và giấy tờ tùy thân để đăng ký vay nhanh chóng. Hạn mức khoản vay sẽ được đơn vị cho vay xét duyệt thông qua hồ sơ vay của khách hàng cung cấp. Bên cạnh đó là lịch sử và thời gian sử dụng sim cũng là yếu tố quan trọng giúp bạn tăng tỷ lệ duyệt vay. Trường hợp sim Mobifone của khách hàng là sim số đẹp và có thời gian sử dụng dài thì hạn mức và tỷ lệ hồ sơ được duyệt sẽ được ưu tiên hơn. Ưu nhược điểm khi vay tiền bằng sim Mobifone Vay tiền bằng SIM giúp người vay dễ dàng tiếp cận nguồn vốn vay nhanh chóng, dễ dàng với thủ tục đơn giản. Để hiểu kỹ hơn về hình thức vay tiền này hãy cùng điểm qua những ưu nhược điểm dưới đây. Ưu điểm là lựa chọn ưu tiên hàng đầu của nhiều khách hàng khi có nhu cầu vay tín chấp lãi rất thấp. Vay tiền bằng SIM có những ưu điểm nổi bật như sau. Được hỗ trợ khoản vay có hạn mức cao, lên tới 50 triệu đồng. Không yêu cầu thủ tục phức tạp, chỉ cần có SIM chính chủ. Không cần có tài sản thế chấp khoản vay không mất phí làm hồ sơ, đăng ký vay online nhanh chóng, dễ dàng và tiện lợi. Thẩm định đơn giản, duyệt vay nhanh trong ngày. Thời gian giải ngân khoản vay chỉ trong 24 giờ. Kỳ hạn vay vốn đáp ứng nhu cầu của nhiều khách hàng, trong khoảng từ 6 đến 36 tháng. Có hệ thống bảo mật cao, thông tin người vay sẽ được bảo mật trong suốt quá trình vay. Nhược điểm, bên cạnh những ưu điểm không thể phủ nhận kể trên thì hình thức vay tiền này cũng có một số nhược điểm như Mức lãi suất sẽ cao hơn so với các hình thức vay thế chấp ngân hàng bởi khách hàng không cần có tài sản đảm bảo vẫn được hỗ trợ khoản vay. Không hỗ trợ khoản vay đối với khách hàng có nợ xấu từ nhóm 3 trở lên. Điều kiện vay tiền bằng sim MobiFone. Để có thể vay tiền theo hình thức sim MobiFone, khách hàng cần đáp ứng một số điều kiện sơ bản như sau: là người cá nhân người Việt Nam và đang trong độ tuổi từ 18 đến 60 tuổi. Có công việc với thu nhập ổn định từ 3 triệu đồng trở lên để đảm bảo khả năng thanh toán khoản vay hàng tháng sở hữu sim mobifone đăng ký thông tin chính chủ trong quá trình sử dụng sim sim không bị nợ cước phí thủ tục hồ sơ vay tiền bằng sim mobifone sau khi đáp ứng điều kiện vay khách hàng cần chuẩn bị những thủ tục hồ sơ vay tiền dưới đây để đăng ký vay nhanh nhất giấy tờ tùy thân cmnd trên cccd bản sao sổ hộ khẩu kèm bản chính để đối chiếu thông tin sim mobifone chính chủ đáp ứng đủ điều kiện vay tiền tại các đơn vị hỗ trợ quy trình đăng ký vay tiền sim mobifone chi tiết Quy trình đăng ký vay tiền bằng sim MobiFone sẽ trải qua 4 bước thực hiện dưới đây, cụ thể như sau. Bước 1, khách hàng lựa chọn đơn vị hỗ trợ khoản vay theo sim phù hợp với nhu cầu, nhấn chọn vào ô đăng ký ngay để chuyển sang bước điền hồ sơ. Bước 2, cung cấp và điền đầy đủ các thông tin cá nhân như họ tên, số điện thoại, địa chỉ, ảnh chụp CMND trên CCCD hai mặt theo hướng dẫn của từng đơn vị. Tiếp đó, nhấn chọn nộp hồ sơ để hệ thống ghi nhận các thông tin bạn vừa cung cấp. Bước 3 sau khi đơn vị tiếp nhận thông tin theo form yêu cầu, sẽ có nhân viên tư vấn sẽ gọi điện cho bạn để xác nhận, kiểm tra đầy đủ thông tin, tư vấn khoản vay. Tiếp theo, đơn vị sẽ tiến hành thẩm định và duyệt vay trong vòng 1 đến 2 ngày. Bước 4. Khi có kết quả, bạn sẽ nhận được thông báo qua thông tin đã đăng ký. Hồ sơ được duyệt vay sẽ nhận được giải ngân qua tài khoản ngân hàng hoặc nhận tiền mặt tại đơn vị gần nhất. Hướng dẫn cách kiểm tra SimMobifone vay tiền có đủ điều kiện không. Không phải tất cả mọi sim Mobifone đều đủ điều kiện và có thể nhận được khoản vay, vậy có cách nào để kiểm tra sim không? Việc kiểm tra sim sẽ xác nhận thông tin đăng ký sim là chính chủ và trùng khớp với thông tin cá nhân của khách hàng. Dưới đây là quy trình kiểm tra sim điện thoại. Bước 1, khách hàng có thể tự thực hiện việc kiểm tra sim thông qua gửi tin nhắn điện thoại với cú pháp TTTB gửi 1414 miễn phí. Bước 2, kiểm tra thông tin sim Mobifone có đủ điều kiện vay trên hệ thống công ty tài chính khi đó, nhân viên tư vấn sẽ hỗ trợ người vay nhập thông tin lên hệ thống và tiến hành kiểm tra theo quy trình. Sau đó, hệ thống sẽ phản hồi bằng cách gửi tin nhắn đến điện thoại của khách hàng. Bạn cần đọc kỹ thông tin trong tin và làm theo các bước trong hướng dẫn. Thông thường, kết quả sẽ được trả sau khi gửi từ 2 đến 3 phút. Tin nhắn sẽ bao gồm các thông tin như hạn mức vay là bao nhiêu, mức lãi suất áp dụng như thế nào. Ngoài ra, nhân viên tư vấn của các đơn vị sẽ liên hệ lại để thông báo cho khách hàng và hỗ trợ Hướng dẫn làm thủ tục vay tiền nhanh nhất. Một số câu hỏi thường gặp. Nợ xấu có vay tiền bằng sim MobiFone được không? Khách hàng có nợ xấu vẫn có thể đăng ký vay tiền bằng sim MobiFone, tuy nhiên hiện tại các đơn vị chỉ hỗ trợ cho đối tượng người vay có nợ xấu từ nhóm 2 trở xuống. Hạn mức vay tiền bằng sim MobiFone là bao nhiêu? Hạn mức vay theo hình thức sim MobiFone được các đơn vị hỗ trợ tối đa là 50 triệu đồng. Lãi suất vay tiền sim MobiFone là bao nhiêu? Hình thức vay theo SIM Mobifone có mức lãi suất hấp dẫn và khá linh hoạt, giao động từ 1,66 đến 2,95% một tháng tùy đơn vị hỗ trợ vay. SIM Mobifone không chính chủ vay tiền được không? Câu trả lời là không. Hiện tại các đơn vị chỉ chấp nhận hỗ trợ khoản vay theo SIM cho khách hàng có SIM chính chủ. Bởi từ thông tin SIM thì các đơn vị có thể dễ dàng kiểm tra được lịch sử tín dụng của khách hàng.